nên sinh con để thoát án tù. Trước bối cảnh rất nhiều nhà dân chủ nhập kho với mức án khủng khiến bầu không khí của phong trào dân chủ bao trùm nỗi sợ hãi bao giờ thì tới lượt mình nhập kho. Một số dân chủ gia nhanh chân rút khỏi phong trào tuyên bố đã trở thành lương dân với hy vọng chính quyền công an không chấp thấy mình đã từ bỏ hoạt động lật đổ chế độ thì chẳng có lý do gì để truy cùng diệt tận họ hết. Như thế chẳng khác nào luật pháp không khoan hồng chính quyền cố chấp với dân Riêng có một số anh chị dân chủ vẫn tuyên bố tử vì đạo, đã xa chân lỡ bước quá sâu rồi. Tội phạm, tham nhũng còn bị hồi tố, nữa là tội hoạt động lật đổ chính quyền. Và họ lặng lẽ chờ ngày tên mình được gọi. Trong số những nhà dân chủ xác định trước ngày nhập kho của mình, có cựu nhà báo Phạm Đoan Trang, kiêm thư ký đặc biệt của ông chủ voi trịnh hội. Thế là vô khối câu chuyện được các dân chủ gia đàm đạo với nhau về cái ngày đoan trang nhập kho và cách nào để tránh bị nhập kho như trốn ra nước ngoài, xin tị nạn chính trị vân vân. Đoan trang không ít lần bộc bạch, làng xóm của cô này từng xôn xao khi thấy cô vắng mặt dài ngày. Họ cho rằng chắc cô đã trốn đi Thái Lan, lộ trình quen thuộc, đích đến của nhiều dân chủ gia xin tị nạn chính trị ở nước tiếp theo làm cô này lại phải thanh minh thanh nga rằng chừng nào Cộng sản chưa chết thì cô còn ở Việt Nam. Trong số các đàm đạo ngoài lề đó, hấp dẫn nhất là giải pháp thoát án tù mà Phạm Lê Vương Các tham mưu cho đoàn trang, mang thai và sinh con. Có lẽ đây là giải pháp khả thi và quen thuộc nhất trong làng dân chủ chỉ dành cho nữ giới. Bởi giới dân chủ biết rõ, bản chất nhân đạo nằm trong hiến pháp và chính sách của nhà nước Cộng sản này là hạn chế bắt Sử tù bà mẹ sinh con và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cho dù đó có là tử tù. Rủi ro là khá nhiều chị dân chủ đã im hơi lặng tiếng luôn sau khi sinh con, do phải vật vã mưu sinh vì không thể đóng góp sản phẩm cho phong trào, đồng nghĩa với việc cắt viện trợ. Không phải ai cũng là siêu nhân, vừa chăm con vừa đấu tranh dân chủ như trường hợp Trần Thị Nga hay Nguyễn Ngọc như Quỳnh. Trần Thị Nga thì chấp nhận cho đàn con lê la vỉa hè, lê đường, vứt lăn lóc kiểu tự sinh tự dưỡng, cứ định kỳ 2 năm lại mang thai và sản xuất một đứa con. Nhưng có lẽ đối tác chấp nhận sinh con với Nga là lương dân lý không đồng thuận, nên lần này quá hạn 3 năm, Nga chưa kịp sản xuất thêm đứa trẻ khác và nhanh chóng nhập kho thật. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Nguyễn Hoàng Vi, vợ không hôn thú của Phạm Lê Vương Các hiện nay, cũng tương tự nhưng nhờ dân làm báo thực hiện tốt chế độ chính sách hơn việt tân nên số này vừa chăm con vừa đấu tranh dân chủ đều đều có lẽ nguyên nhân chính là vì quỳnh vi có các bà mẹ và ông chồng hờ ủng hộ giúp họ chăm con chứ không như nga bị cả gia đình tẩy chay và gặp phải đối tác cùn nhây với sản phẩm hơn cả cô ạ không biết, để thực hiện giải pháp của Phạm Lê Vương Cát cũng như còn cơ hội có thể đón được kỳ đại hội đảng sắp tới. Mỗi kỳ đại hội đảng thành công là mục tiêu đấu tranh dân chủ của họ lại kéo dài thêm nhiệm kỳ nữa với hy vọng nó sẽ kết thúc và chuyển đổi thể chế chính trị. Thì cựu nhà báo Ron Chang sẽ chọn đối tác nào chấp nhận hợp tác với cô để sản xuất trẻ con, tránh nhập kho khi đã quá lứa lỡ thì xuân sắc đã tàn phai do những ngày tháng tự do hưởng thụ quá chớn chúng ta hãy cùng chờ xem giải pháp này sẽ khả thi đến đâu